Chúa,
đầy bàn xuống lòng con, còn lửa say yêu mộ Chúa. Thánh tâm Chúa Giê-xu tràn lan tiền thương xót, xin thương những người đã chót vô tình dân phạm đến Chúa nhân từ. Thánh tâm Chúa Giê-xu buồn êm mãi dịu dàng, xin hãy bàn xuống lòng con, còn lửa say yêu mộ Chúa. Hãy tâm Chúa Giê-xu tràn lan niềm thương xót, xin thương những người đã chót vô tình dân phạm đến Chúa nhân. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ người rằng: "Tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Nghe thấy thế, Đức Giê-xu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy niềm vui của người được kêu gọi. Matthew, một người thu thuế, vào thời ấy bị coi là tay sai cho giặc và bị dân Do Thái khinh ghét. Thế mà khi được Đức Giêsu đi ngang qua và gọi, ông liền đứng dậy và đi theo Ngài. Làm nghề thu thuế, Matthew có đầy đủ của ăn của để. Ông có vị thế xã hội, có nhà cửa, bạn bè, có cả danh vọng và tiền tài. Thế nhưng, ông vẫn cảm thấy lòng mình trống vắng. Do đó khi được Đức Giêsu kêu gọi, ông liền đứng dậy đi theo, và hơn nữa, ông còn mời Ngài về nhà mình dùng bữa. Trong bữa ăn đó, ông cũng mời một số bạn bè thân thích là những người thu thuế khác, những người mà theo cái nhìn của nhóm Pha-ri-sêu là phường tội lỗi. Cũng trong bữa ăn đó, Chúa Giê-xu đã ngồi giữa họ và trở thành một vị lang y chữa lành những con người đang bị đau ốm về phần tâm và thể xác. Trong khi đó, những người Pha-ri-sêu cũng kéo đến, nhưng là để xét đoán và phê phán Chúa Giê-xu, bởi họ nhìn người khác với cặp mắt khinh bỉ chứ không phải với lòng nhân. Ông Matthew rất hạnh phúc khi được cùng ăn uống với Đức Giêsu thế nào, thì những người Pha-ri-sêu lại khó chịu thế ấy. Họ lên án Chúa Giêsu: "Sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?" Nhưng Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh họ: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế." Thật vậy, Chúa Giêsu đã đến với mọi mảnh đời để ôm lấy, để chữa lành và xoa dịu nỗi đau của biết bao tâm hồn. Ngài mời gọi chúng ta: lòng nhân của Matthew thì tốt hơn là lễ tế của Pharisêu. Thử nhìn lại mình, chúng ta có đón nhận Ngài với tâm thái của ông Matthew không? Chúng ta có dám mở cửa để Ngài đến và ở lại trong ngôi nhà tâm hồn mình không?
Chúng ta có dám xóa bỏ con mắt thành kiến với tha nhân và có lòng nhân từ với những người tội lỗi không? Lạy Chúa Giêsu là vị lương y chí ái, xin thương chữa lành cả thể xác và tâm hồn chúng con. Xin Ngài mở rộng lòng chúng con để chúng con luôn sẵn sàng tiếp đón Chúa và tha nhân với lòng nhân từ. Amen.